chào anh em nha. Chúc anh em một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha anh em ơi. Lâu quá rồi cũng không bẫy cu cho anh em xem. Thì hôm nay dạng đi với anh Quân, vừa giăng lưới tàng hình nè. Đó, vừa giăng lưới tàng hình vừa giật lưới nha. Kìa gà kìa. Gà kìa anh em. Đó thì dạng quýnh ở đây nè, hai tay lưới tàng hình, ba tay lưới tàng hình. Còn dạng quýnh ở đây, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Rồi tuần này sẽ dạng lên cho anh em 8 con nha anh em. 8 con anh em ơi. Bữa giờ dạng cũng kẹt công chuyện quá, không có đi bẫy cu cho anh em xem được. Giờ dạng làm lưới xong rồi nhưng mà cu trễ quá, dạng làm hơi trễ. Ra rồi. Thôi để dạng dựng máy quay rồi sau đó dạng nói chuyện với anh em sau nha anh em. Anh em xem hết video nha, đừng cua nha, để dạng nói chuyện với anh em rồi để dạng nói với anh em cách này cách chơi này kia nha anh em. Rồi chúc anh em xem video vui vẻ nha. Hả? Sao kỳ mới đây vậy? Kỳ. Hồi nãy tính lại gỡ mà thấy chút xíu dính gỡ luôn, vô cái giò nó vào. Thấy cũng tốt quá. Sống mà. Nó lại nhát. Uổng ghê, trời quá trời trộm. Một em. Chính nãy giờ mấy em mà nha huynh đệ ơi. Đây, sống rồi. Thả vô nha. Rồi, tự nhiên ngủ. Ngủ thiệt chứ. Đề ba cái sáu em nha anh em, sáu em nha, dính lưới tàng hình. Còn thở nha anh em ơi. Đề ba cái 2, 4, 6, 7 7 con giật lưới, con dính 6 con nha huynh đệ ơi. Tiếp tục nha anh em. Tiếp tục anh em ơi. Đừng quá nghĩa.
em nữa cô chú anh chị ơi, chim chiền nha, khu Sài Gòn bự con lắm. Lên đường nhé, nhé, lên đường. Bự quá luôn ha. Lên đường em cu bự rồi, dàm luôn. Thứ đàn hình nó dính mắt mẹ không? Chớp cái nó xà vô, chớp xà vô nha. Ôi, cái con này cái chân của nó nè, chạm dàm móc cời luôn nha anh em. Chống, con này chống. Nó. Bốn em nha anh em. Chim vòng dọc cũng dính luôn nữa nè anh em. Bốn em quá đã nha anh em ơi. Ôi ôi, cái con này nó bự. Con này cua Sài Gòn. Sài Gòn nha anh em ơi. Cua này đúng cua Sài Gòn luôn nha. Để chút xíu mình quay cảnh Sài Gòn cho anh em xem nha. Bữa nay vô Sài Gòn chiến trúng mánh luôn anh em ơi. Quá đã rồi. Đó coi nè. Con này trống 100% luôn nè. Con này nè. Con này thai long hay gì anh em. Quá đã anh em ơi. Tiếp tục nha anh em. Dừng. Em nói nghe có chú anh chị ơi. Ra bên kia luôn rồi. Lú đầu ra cái dính lưới tận hình luôn rồi. Cô chú anh chị ơi. Cái dạng này gỡ nha. Nó dính chỗ đó là. Dạng này gỡ một cái. Cống nha, cống thành dàm luôn. Thank you.
cô chú chị ơi. Chuyện cô chú anh chị ơi, chuyện này tơ sáng thì ba cây 14-15 con gì rồi nghe cô chú anh chị ơi nè, thì 14-15 con rồi nha, dân lớn tàng hình nó dính nhiều, còn giật thì mới có được 3-4 con gì à. Bây giờ cuốn cái lưới tàng hình này giật mới được nha các cô chú anh chị. Đây nghĩa đang cuốn đây đó, nghĩa đang cuốn lưới nha, gần quá nghe các cô chú anh chị ơi, chớp cái lũi dài lũi đụng lưới tàng hình nó vô không à. Thôi giờ cuốn cái lưới tàng hình này đó, mình giật cho nó dễ. Còn đây là cái ngôi nhà nè, ngôi nhà ở Sài Gòn nè các cô chú anh chị, thấy không, 2, 4, 6 cái cao ốc này nhìn ớn ăn không, cao ốc này nhìn ghê thiệt chứ, 6 cái nè, 6 cái cao ốc nha. Còn ở đây là cái nhà cao nhất ở Sài Gòn này các cô chú anh chị đó, thấy không, cái nhà này cao nhất ở Sài Gòn nha đó. Ở đây là trung tâm luôn rồi. Cái nhà đẹp, bốn cái nhà đẹp không? Rồi cây máy của dạng cũng muốn hết pin rồi nghe cô chú anh chị ơi. Dạng cũng gác máy đây luôn, chút xíu dạng quay thành quả cho các cô chú anh chị xem nha. Xem video ủng hộ kênh của dạng nha, đăng ký kênh cho dạng xin một chia sẻ lên Facebook hay Zalo nghe các cô chú anh chị ơi. Các cô chú anh chị chia sẻ lên Facebook hay Zalo gì cũng được nghe các cô chú anh chị. Dạng cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Cho dạng xin một đăng ký kênh, một like và một lượt chia sẻ nghe các cô chú anh chị ơi, để dạng có cái động lực. Rồi, game show này là 8 con nha các cô chú anh chị. 8 con nha, chiều thứ bảy nha, lô 3 con á các cô chú anh chị. Sổ số thành phố á. 3 con nha các cô chú anh chị ơi. Rồi, dạng hứa sẽ lên cho anh em 8 con. Đó, nhìn thấy cái cảnh Sài Gòn không? À, Sài Gòn cu nhiều lắm nha các cô chú anh chị ơi, bầy cu này còn đông lắm nhưng mà bắt chưa có được nhiều hết à, nó còn núp ở trong á đó. Đó, rồi chút xíu dạng quay thành quả cho các cô chú anh chị xem nha, điện thoại dạng hết pin. Đấy, giờ nắng rồi anh em ơi, về thành quả mình cũng được 15-16 con về nha anh em, nè 15-16 em về nha. Đó, đó quá đã nghe anh em ơi, nắng quá nắng này, quá đã nha. Đây nghĩa quê lóc. Quá anh em ơi, cũng xin kết thúc video luôn nha anh em. Xem video cho dạng xin một đăng ký kênh nha anh em ơi, một like lượt chia sẻ nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Đó là cái tòa nhà của Sài Gòn, tòa nhà lớn, máy bay đậu luôn phải không? Máy bay đậu đây, máy bay đậu lớn nhà đó phải không? Ở cái nhà đó là máy bay đậu luôn á huynh đệ ơi. Đó là đậu cái thiên hai.